Chào bà con ha, bữa nay liệt qua mà anh Thiện ha, đổ cho anh 30.000 nha bà con, cho thêm 3.000 nữa là 33.000 thì cái bèo này cũng ổn định cho rồi ha. Nhưng mà trước khi trong cái dèo này mình nuôi khoảng tầm 3-4 tuần nha, 3-4 tuần chứ không cho dưới nữa, tại vì cái mùa này thì theo kỹ thuật của em làm gì đó chứ. Mà mình ở đâu mà em anh Thiện? Bình Thành, Thanh Bình, Đồng Tháp. Thanh Bình, Đồng Tháp. Thanh Bình, Đồng Tháp nha bà con. Thì hình như anh cũng có ốc thiên nhiên ở đây cũng nhiều hả? Dạ. Cũng nhiều mà cũng ốc này là hồi đó thả ốc lớn vô cho nó ăn ba cái. Mình nó đẻ. Thấy bán thấy cũng 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 được được rồi mới thả thêm phải không? Thấy nó nuôi nó cũng dễ hả? Dạ, cũng không có tốn chi phí hả? Tốn chi phí không? Đâu có tốn gì đâu. Nuôi nó cũng tạm được nên mình cái thử nghiệm nuôi nhiều. Dạ, thử nghiệm nuôi nhiều nó cho nuôi được, cứ nuôi nhiều chứ. Thì hiện giờ liệt chúng tới chỗ gì nè, con đổ 300 đồng con 10.000 cho thêm 1.000 nó tới chỗ đổ chỉ thực cho bà con làm. Với em bảo hành không cho anh trong đây một trong vòng một tuần lễ này ha. Dạ. Trong vòng một tuần lễ này có gì là em sẽ đổ lại hết cho anh. Đặt cái vụ nó lưới dày gì nó có sự cố gì nó còn sát trong đây chứ đâu mất tiêu đâu, đâu có mất đâu. Đó, em sẽ đổ lại cho anh hết, em không lấy tiền ngàn nào. Dưới em sẽ bảo đảm cho anh là ốc giống bu nghệ với tích bằng không. Với bữa nay ngày hôm nay là em sẽ tới chỉ kỹ thuật anh tất cả hết luôn rồi đó. Dạ, dạ. Nha, chắc anh biết rồi đó. Là tất cả trời thời tiết thay đổi thời tiết đó, ốc nổi nghiêng ha, nổi ngửa gì không biết. Là em cho cái đó anh để anh lấy ra giải quyết cái đó rồi. Dạ, dạ. Anh đâu có khoảng cần phải mà lo lắng gì nữa. Nha, em cho anh mà. Em tới bữa nay là em cho anh, mà giờ nhắc bà con nào mà không có mua ốc cũng gì đó, lỡ mua của người ta rồi thì mình làm nghề mình cũng phải giúp đỡ người ta, cũng cho bà con là điện sớm lại tới nhà, đều tới nhà em nha. Tới nhà em thì sẽ cho em, cũng không lấy tiền chứ. Thường em giải cứu là cái ngày hôm nay là em cho anh đó. Giải cứu mấy bà con của mấy khách hàng mà không có mua của em đó. Là cái em cho anh đó là em đi giải cứu người ta đó. Anh phải ghe tới ngày đó em cho, nhưng mà em nhắc một cái anh phải làm. Dạ, dạ. Nha, kỹ thuật thì em giao cho anh, nhưng mà cái đây là canh tác, là cái câu sóc là anh. Đặt thì em chỉ hết trơn rồi, cái có đặt ví dụ cái chuyện mưa, nhắc bà con chuyện mưa gió là chuyện của ông trời, mình không quan tâm tới. Dạ. Kệ ổng mưa kệ ổng, ổng nắng kệ ổng, đó quyền của ổng, mình can dự vô không có được. Dạ. Của ổng can dự vô ổng quýnh chết à. Còn mình đòi hỏi mình làm được đáp ứng lại được cái giải quyết đó được hay không á. Dạ. Mới quan trọng. Chứ còn ông trời mưa không lẽ cái chuyện mưa nắng là cái mùa nắng là chuyện của ông. Nhưng nhắc bà con đừng có lo cái vụ mưa nắng, đối với liệt không có sợ cái vụ mưa nắng đó. Thì cái ngày hôm nay là em chỉ cho anh cái vụ mà thay đổi thời tiết nó nghiêng nữa gì em chỉ anh hết rồi. Dạ. Nha. Anh đừng có lo ba vụ đó, nói ra là biết rồi. Dạ. Nhưng mà nhớ lác đác đặt cái vụ nó có lác đác một hai con làm liền. Nhưng làm liền thì liền là bảo đảm là nhớ nhắc bà con thêm cái mình làm liền chứ đừng có để mà thứ mà nó nổi đặt sợ hết trơn lên đã nổi nó chết rồi mình làm sao hết được. Cái gì cũng như đặt cái vô anh trồng cái mít đi, anh phải tưới nước mà anh bỏ nó chết rồi anh mới tưới rồi làm sao nó sống, phải không? Yeah. Ừ, mình phải o nuôi đại 4 tuần cha. Rồi đúng 4 tuần, đúng 4 tuần hả? Này thứ ba. Trong trong thời gian 4 tuần này nè. Dạ. 4 tuần này đó có bật đặt cái vụ anh khỏi hỏi han gì chứ, anh nhầm khi anh hỏi coi nó em trả lời sẽ sai theo cái câu hỏi của anh. Anh cứ chụp hình gửi cho các bạn em là biết nó làm sao rồi. Dạ. Cứ bắt ngóc vô bèo gì chụp gửi qua. Dạ. Là em trả lời cho anh chính xác nhất. Chỉ anh chính xác nhất. Dạ. Chứ đặt cái vụ hồi nào giờ anh chưa có trong nghề cái anh tả cái đó như vậy mà thật sự nó không phải như vậy mà tả như vậy em sẽ chỉ y vậy. Tại vì anh tả vậy em phải chỉ vậy chứ em đâu có biết nó làm sao. Tốt nhất là chụp hình gửi qua, càng sớm càng tốt. Ok, cái này anh làm anh biết mình sao mình bảo quản ốc được 2-3 ngày vậy không anh? Ốc bự á. Cái đó điện thoại tính sao? Dạ. Cái đó điện thoại chỉ anh sao? Nhiều khi mình muốn để giống như vài ngày đúng không? À, để bảo quản vài ngày. Được được để, được để đó đi, để đó đi, ngồi tính sao? Tính sao lo mình lo ốc con rồi trước đi. Trời cái gì chứ? Em không biết em bụng vậy đó. Em thả vào. Vài bữa nó đặng mà dạ. Bán cho người ta đúng không? Đứng bắt gom á. Rồi. Bắt một ngày nó có mấy xíu à. Rồi để ngồi. Mấy ký rồi. Rồi để đó đi, ngồi nó chỉ cho. Cái gì chứ cái đó, hậu ốc với bèo là trời ơi. Dạ. Mà cái khác không biết à. Nói trước. Cái này thì nó có lai da mà mình mò nó lâu. Nó có đủ.
cái gì chứ cái đó nó dễ lắm, không có gì khó chứ. Chứ nói dễ chứ không phải dễ đâu, tại vì mấy năm trước em trải qua rồi. Nó tốn hết 5 triệu đó. Đi sạch không còn con nào hết trơn á. Chứ phải thấy đâu. Bây giờ mới biết chứ thôi cũng dễ gì biết. Dạ. 30 ngàn. Dạ. Đâu giống ốc của anh đâu. Cái màu con. Cái này nó hơi vàng vàng. Còn cái kia đen thui à. Của anh tới 40% mua nghệ cho anh nè. Cái này là mới nở luôn hả anh? Hả? Nó mới vòng từng đó. Mới nở hả? Sinh vòng từng chứ không có mới đâu. Cái ngày nào thích hợp nhất là anh sẽ đi đổ cho anh. Chứ nhắc bà con hiện giờ là cũng chỉ liệt cũng giao con giống thôi nha bà con. Cỡ nào liệt cũng không có mà bán trứng vậy. Chỉ giao con giống chứ gửi xe liệt không bao giờ bán đâu. Đi tới chỗ liệt đổ giờ từ đây đây tới Đà Lạt là sẽ đổ hết. Giờ em giải thích anh nè. Không phải anh nói mà để mua con giống ăn. Anh nuôi 4 tháng phải không? Ốc này 4 tháng nó 20 con đến 18 con ký. Còn cái kia nuôi 8 tháng nó tới 35-40 con ký mà nó rẻ, thường thường rẻ hơn 15 ngàn một ký. Anh chọn cái nào, cái thứ nhất, cái thứ hai nữa. Tới ngày hôm nay em lại đổ cho anh là những sự cố ốc nổi nghiêng nổi ngửa thay đổi thời tiết là em cho anh hết, giải quyết xuống cái là anh hết liền. Còn cái kia anh mua cái lỡ có gì cái nó rủi hết, coi cái nào rẻ cái nào mắc. Cái kia nó đâu có đâu, em dở dám bảo đảm cho anh, em không có nói em hay. Thì em đi cứu cho nhiều bà con lắm, em có quay anh coi mà. Nó ta hết mỹ mãn. Dạ anh nói gì đơn giản anh dễ hiểu nè, không phải nói mà để mua của em đâu, mua của ai cũng được trơn á. Em bắt ra hai cây cầu ngang sông, một cây có tay vịn. Một cây không có tay vịn. Anh chợt dò từ cái cây không tay vịn thì anh rất là bấm với mưa. Còn cái cây có tay vịn chợt cái nắm được cây vịn ra. Diễn băng rồi, đâu có lọt mưa. Chỉ chơi với anh cái hả? Đó, nói nhiều à thì tùy. Thì tùy. Đó, như đặt cái vụ bữa nay em đổ cho anh gì, cái sự cố thay đổi thời tiết là chắc ăn là ông trời ông sẽ có mưa nắng rồi đó. Thì chắc ăn bà con nhớ liệt nhắc bà con chắc ăn là sẽ có mùa mưa mùa nắng rồi đó ha, là không có chạy đâu khỏi chứ. Thì mình nuôi con ốc đặt cái vụ nó thời tiết nó thay đổi nó nổi nghiêng nó ngửa gì á là ngày nay em cho anh rồi ha. Anh thấy cái là một hai con lác đác nữa là anh làm liền theo những gì em chỉ rồi. Rồi còn cái kia rồi có không đi luôn hết trơn. Tới chuyện anh hỏi em á là đặt cái vụ anh không mua mà anh hỏi em thì lúc nào anh đâu có hỏi liền. Anh ngại mà, tại vì mình em biết, tại lúc đó em biết mà mình ngại ngại thôi, để không mua ổng mà điện ổng kỳ quá, kỳ cái chuyện nội con ốc này nói với bà con nội trong vòng 3 ngày à ha, mình không giải quyết 3 ngày là nó hao từ 70% chứ đâu anh nha, không có mà chậm đầu nó nhanh lắm. Mà còn có mình giải quyết xuống nó nhanh hết lắm, nội trong vòng 20 phút à. Mấy cái đó là em đã trải qua rồi. Trời ơi, mấy anh đừng có gắn vô. Gắn vô là lúc đó mấy em là tức là không biết bao nhiêu tiền đó. Người thì nói cái này, người nói cái kia, người nói cái nọ, cuối cuộc mình đeo biết không có ra cái gì chứ. Hao cuối cuộc hao tiền mình. Ban đầu thì đặt cái vụ mình điện mình hỏi con giống mà đặt thì nói dữ lắm ha. Mà tới chừng rồi đó là không có gì nữa hết. Mình tự xử rồi. Còn đối với em khác nha, em nói nhắc với bà con liệt nói sao làm được, nói được là làm sẽ được nha. Nó đặt cái vụ ốc nổi nghiêng nó ngửa bèo gì liệt làm được là sẽ làm được. Chứ không có phải mà nói mà ấy đâu. Thì liệt cũng đi cứu cũng nhiều người rồi. Em cũng đi cứu nhiều người rồi chứ đâu phải mà để nói rồi bán con giống đâu. Mình nhỏ này mình để vậy luôn. Để lại ra, để lại đi khỏi nhất nha. Tới thả luôn ha. Kệ nó, cho nó chuyện. Tới tháo vào luôn ha. Đúng rồi. À, ví dụ mình bán thì bán nói chung ra giờ cũng chạy giống cũng nhiều lắm, đầy đàn chứ bộ. Nhưng rồi. Mình bán làm sao mà mình lấy cái đồng, em lấy cái đồng tiền được, em vui anh vui, cũng như thì, em có cơm anh có cháo vậy đó là mới hòa đồng với nhau chứ. Còn đặt ví dụ muốn bán lấy tiền, trời ơi ai bán được, anh nhảy anh bán cũng được nữa nè. Mình bán mình phải chỉ kỹ thuật cho người ta, mình biết kỹ thuật rồi á mình mới thì, làm ai cũng vậy. Thì cho em kinh doanh ta kêu là win win đó, đỡ bên cũng có lợi nhất. Anh nói với anh, em nói với anh á, con người mình sống nhất á giữa cái tình cái nghĩa ha, với cái uy tín. Anh mắc hai cái đó rồi anh đi ra đường không ai mà quan tâm anh. Còn mình cũng sống vậy nhưng mà người ta gặp mình ta sợ không trách á.
chứ còn bán lấy tiền, trời ơi giờ hô bán rồi đổ cái sột nó giữ cái đổ rồi cái người ta hư hại trơn rồi cái đổi thừa nước nôi, đổi thừa thay đổi thời tiết, mình làm chạy giống mình phải biết mấy cái đó tất cả mình giải quyết cho người ta, mình không có đổi thừa được. Tại cái thay đổi thời tiết là chuyện của ông trời, không lẽ kêu ông làm y như mình sao làm được, không đâu, cái đó chuyện mưa nắng của ông mình đừng có y như cái gì, mình cũng phải có dịch vụ hậu mãi rồi chứ. Bây giờ em nói với anh giờ với bà con nhắc cái điện thoại mà bảo hành một năm rồi. Đúng vậy. Thì phải có cái mình có cái bảo hành đặng cho người ta có cái niềm tin đó. Bảo hành tháng chứ bảo hành năm rồi đó, cái nào mình chọn cái nào đúng không? Là anh nói vậy anh hiểu. Như thế giới di động đó. Đã mua có cái đồ hậu mãi nó. Như đặt cái vụ mình mới mua sách ra, anh mua món đồ đó vài chục triệu đi. Mà người ta bảo hành năm. Mà một năm, trong vòng một năm đó mình xài một năm thì mình cũng thỏa mãn rồi. Còn đè mới có một tháng hoặc 10 bữa gì cái gụi mẹ cho mình mất mấy chục triệu, thấy tiếc lắm chứ không có chơi đâu. Cái đó trong đây kêu bằng chế độ hậu mãi đó. Chứ còn mà ngăn cái trời ơi, giờ nó thiệt anh nhảy ra anh bán được nữa nè. Thấy không? Tại vì thằng quay phim này nó cũng bán cũng được nữa nè. Nhưng mà làm như vậy anh thấy không có lương tâm. Tức là con người mình mất mình, lương tâm đó. Mình ăn vậy nó đâu có lâu dài được. Thì anh mua lần một rồi gặp em sợ thấy bà rồi vậy. Đâu có được y như anh em mua anh lần rồi em mua lần nữa đó, lần nữa đó nó không anh cũng đổ 20.000 phải không nó bữa nay anh đổ thêm 30.000 mà giờ anh dọn mấy cái mương nữa nè đó bên đó kìa nó rồi đi cho bèo nữa kìa rồi còn anh còn kêu ra về ngoài nữa nếu mà đặt cái vụ mà liệt làm không đúng bữa nay anh không đổ đâu gặp em sợ cũng chết nè ốc anh ở dưới đây cơ nhóc nữa nè đẻ nè nè đẻ cành không nè nó mà anh cũng vẫn mua cô liệt nữa ha cho nó nở xuống đó mình bắt con lên thì cái clip này liệt qua đổ cho anh Thiện rồi ha, xin chào bà con hẹn lúc sau. Chào con Thiện ơi. Dạ chào cái okay.